Chào mọi người quay trở lại với YouTube channel của Steve nơi Steve nói về các sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng cũng như những diễn biến thị chứng khoán Mỹ trong ngày. Và ngày hôm nay là ngày thứ tư ngày 9 tháng 10 và chúng ta vừa trải qua một phiên giao dịch tăng điểm vô cùng mạnh mẽ trên thị chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay chính thức phá đỉnh cũ để tạo đỉnh ô thăm hai mới ở gần level 5800. Trong khi đó thì các cổ phiếu Trung Quốc vẫn tiếp tục ở trong vùng sụp giảm. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đã nhìn thấy cái biên bản cuộc họp FOMC cách đây 3 tuần. Theo đó thì các thành viên của Federal Reserve có vẻ là có bất nhiều bất đồng quan điểm hơn chúng ta tưởng về cái việc là cắt lãi suất bao nhiêu phần trăm. Vậy thì trước khi chúng ta đi tiếp và nói về những cái sự thay đổi về kinh tế vĩ mô hay là dữ liệu trên thị trường thì Steve hy vọng mọi người có thể like cái video này ngay lập tức cho Steve để mà YouTube có thể recommend video của Steve đến với nhiều người hơn rồi vậy thì trước tiên chắc chắn là chúng ta sẽ phải nói về cái chủ đề nóng nhất ngày hôm nay đó chính là cái biên bản cuộc họp fomc và đứng từ góc độ của sip buổi sáng ngày hôm nay khi mà sip stream thì sip cũng đã đưa ra một cái dự đoán đó là cái biên bản cuộc họp fomc ngày hôm nay sẽ không có những cái gì mới mẻ cả gần như là sẽ không tạo ra nhiều bất ngờ cho thị trường thì phần lớn sip nghĩ rằng đấy là điều chính xác khi mà thị trường buổi trưa ngày hôm nay không có quá là nhiều phản ứng với cả sau khi cái biên bản fomc này được công bố à, tuy nhiên thì có một vài điểm mà sip nghĩ rằng là khá hơi hơi bất ngờ hơn những gì chúng ta suy nghĩ trước trong cái phiên giao dịch trước. Đầu tiên thì nói về bối cảnh của cái cuộc họp OMC cách đây 3 tuần vào ngày 10, 18 tháng 9. Thì trước cái cuộc họp đó diễn ra, nếu như mọi người nhớ, thì toàn bộ thị trường đều suy nghĩ rằng Fed sẽ chỉ cắt lãi suất 0,25%. Ờ, nhưng mà ngay sau đó thì Jerome Powell có leak cái thông tin ra thông qua WSJ Wall Street Journal là uh, Fed sẽ cắt lãi suất 0,5% chứ không phải là 0,25%. Ờ, tuy nhiên ngay đến cả khi cái thời điểm trước cái cuộc họp được diễn ra thì vẫn có rất là nhiều thông tin cho rằng là Fed sẽ chỉ cắt lãi suất 0,25% và cái tỷ lệ về việc cắt 0,5% và 0,25% mang tính chất cực kỳ uh, gọi là 50-50. Tuy nhiên ngay sau đó thì Fed đã đi ra và cắt lãi suất 0,5% và Jerome Powell cũng có những cái lời giải thích mà ship nghĩ rằng là khá là hợp lý cho cái việc cắt lãi suất 0,5% này uh, và đặc biệt cũng có một cái rất là quan trọng uh, mà ship có nói trước cái phiên họp đó, đó chính là cái cái việc là phép cắt lãi suất 0,5% hay 0,25% phần lớn sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái khả năng dẫn dắt các thành viên FOMC thông qua cái dữ liệu của mình của chính Jerome Powell tức là người dẫn đầu với tư cách là người dẫn đầu cái cuộc họp đó và người dẫn đầu cái hội đồng FOMC à, vậy thì trong cái trong cái biên bản của FOMC biên bản của cuộc họp đó ngày hôm nay được công bố thì chúng ta nhìn thấy có vẻ như là chính xác là như thế đó chính là cái vai trò của Jerome Powell trong cái việc đồng nhất các ý kiến để có thể đưa đến được một cái cắt 0,5% là một cái có gì nói có thể nói là khá là quan trọng ừ, đầu tiên thì xin nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nói về những cái mà các thành viên của FOMC gần như là đều đồng ý với nhau ừ, vấn đề đầu tiên đó chính là về nền kinh tế thì tất cả gần như là tất cả các thành viên của hội đồng FOMC thì đều đồng ý với nhau rằng nền kinh tế tại thời điểm hiện tại vẫn đang di chuyển theo cái chiều hướng mang tính chất rất là tích cực hoặc à, họ nhìn thấy những cái dấu hiệu xấu của thị trường việc làm và họ cho rằng là tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại ở vào khoảng tầm à, quý 1 2025 và nửa sau của, của năm 2024 bốn à, cùng với một cái sự tăng nhẹ của cái một sự thắt chặt mạnh hơn ship sẽ nói như thế của thị trường việc làm tuy nhiên điều đó không phải là đáng kể để tạo ra một cái nói chung là lo sợ về suy thoái kinh tế à, tiếp theo nữa là về vấn đề inflation tức là lạm phát thì các thành viên của F hội đồng FOMC đều có một cái sự tự tin rằng lạm phát đang di chuyển về mục tiêu 2% à, đúng như mong đợi Um, có nhiều thành viên có một vài thành viên sẽ dùng từ xăm đó là có một vài thành viên Có nốt lại là họ muốn nhìn thấy cái chiều hướng của lạm phát di chuyển nhiều hơn như thế nữa Trước khi bắt đầu take action Tuy nhiên là đấy là một cái gì đó mà uh, Chỉ là một vài thành viên mà thôi um, Vậy thì cái mà thị trường cái mà chúng ta nhìn thấy là có một cái sự khác biệt đó là gì Đó là chúng ta nhìn thấy một cái sự chia rẽ nhiều hơn khi mà nói về cái việc đó chính là tắt lãi suất 0,5% Hay là 0,25% um, tại thời điểm hiện tại thì có một vài thành viên có một vài thành viên ở trong Federal Reserve đồng ý với cái câu nói đó là nếu như uh, tất cả tức là tất cả này đầu tiên này tất cả các thành viên của Federal Reserve FOMC đều đồng ý là sẽ cắt lãi suất cái này là ship muốn nhấn mạnh cái duy nhất mà họ đang bất đồng với nhau là cắt 0,5% hay 0,25% trong cuộc họp gần đây nhất một vài thành viên thì cho rằng là hoàn toàn cái này là hoàn toàn nên tất cả những dữ liệu trong từ khoảng khoảng thời gian tháng 7 cho đến tháng 9 thì đều ủng hộ việc cắt lãi suất 0,25%. Họ cho rằng là hoàn toàn đã có thể cắt lãi suất vào tháng 7 y chang như những gì mà Jerome Powell có nói là có thể cắt đã cắt vào tháng 7 rồi. Tuy nhiên là không sao cả, đến bây giờ bắt đầu cắt 25% cũng được. Tiếp theo đó là có rất là nhiều thành viên đều nói một điều đó chính là cắt lãi suất 25 điểm phần trăm tức là không phải 25, 0,25% á sẽ đi đúng cái chiều hướng cái hướng đi của chính sách cắt lãi suất nhiều hơn là con số 50 điểm phần trăm và đặc biệt một cái đó là một vài thành viên cũng nhấn mạnh đó chính là cái việc cắt lãi suất không 25 điểm phần trăm á, sẽ đưa ra một cái thông điệp mang phần gọi là ổn định stable hơn cho thị trường để thị trường có thể nhìn vào và nói rằng là chúng ta không có bất cứ một cái panic nào xảy ra cả. À, thì xin nghĩ rằng là đấy đều là những cái điểm khá là chính xác khi mà chúng ta đem ra cái đó vote thì các bạn nên nhớ chỉ có đúng duy nhất đó chính là Bowman là một uh, thống đốc, một thống đốc ở trong hội đồng thống đốc của Federal Reserve là bỏ phiếu uh, bỏ phiếu chống, bỏ phiếu chống cho cái lượt cắt lãi suất lần này. Đây là cái lần đầu tiên trong kể từ năm 2012 thì chúng ta có một thống đốc của hội đồng thống đốc uh, bỏ phiếu chống trong cái việc cắt lãi suất. Tuy nhiên với cái con số 11 1 thì xin nghĩ rằng đấy vẫn là một điều hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả. Um, tiếp theo nữa đó chính là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái dữ liệu như thế này thì chúng ta sẽ thấy là phần lớn tức là nếu như không có Jerome Powell á, nếu như không có cái bàn tay gọi là dẫn dắt đưa mọi người qua cho Jerome Powell á, thì xin nghĩ rằng là có vẻ như Federal Reserve đã đi đến cái kết luận ở 25 điểm phần trăm. À, tuy nhiên mặc dù như thế thì Jerome Powell à, thì Jerome Powell vẫn dẫn dắt hội đồng FOMC và những cái thành viên khác mà có hoài nghi về cái con số 25 điểm phần 0,5 à, điểm phần trăm à 50 điểm phần trăm xin xin lỗi đến cái con số đó và có một cái rất là quan trọng đó chính là rất là nhiều cái đây này uh, có một vài có một vài thành viên uh, có một vài thành viên có thể hiện rõ một điều đó là 25 điểm phần trăm thì nó sẽ mang tính chất là đi theo một cái con đường mà dễ dự đoán hơn mang tính chất ổn định hơn cho thị trường đấy là việc đầu tiên và tiếp theo nữa là cũng highlight cái đó là cái độ sâu của cái lần cắt lãi suất lần này tức là cái uh, cắt bao nhiêu lần cắt đủ sâu bao nhiêu sẽ quan trọng hơn là cái việc là lần đầu tiên cắt lãi suất 50 điểm phần trăm hay 25 điểm phần trăm thì xin nghĩ rằng đứng từ góc độ của ship khi mà ship nhìn vào cái biên bản của FOMC này thì ship thấy thật sự là nó cũng không có gì mới cả chúng ta đều đã biết được đó chính là các thành viên của FOMC sẽ rất là mang tính chất gọi là uh, 50 50 khi mà bước vào cuộc họp đó cái việc cắt lãi suất 25 điểm phần trăm hay 50 điểm phần trăm gần như là một cái uh, một cái gì đó khá là sẽ được tranh cãi sẽ được gây ra tranh cãi và chúng ta cũng cả không ship nghĩ rằng là không chỉ Steve hay thị trường hay mọi người nói chung mà cả thị trường đều biết được việc đó nên chính vì thế là cái cái tỷ lệ đúng không? Cái tỷ lệ trên FedWatch trước cái hôm đó cũng là năm 50, 50 thì cái FOMC và cái FOMC này nó cho thấy là cái bất đồng nó lớn hơn chúng ta mong đợi một xíu Tuy nhiên đấy là những gì mà đã xảy ra rồi và thật sự là không có bất cứ một cái gì thay đổi về chính sách trong thời gian tới hay thậm chí là cái nhìn về nền kinh tế cả. À, chúng ta đều nhìn thấy là Federal Reserve nghĩ rằng là sẽ có một sự nguội lại của nền kinh tế vào nửa sau của năm 2024. Chính vì vậy thì trên cái Fed dot plot mới có cái tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4% vào cuối năm 2024. Tuy nhiên ngoại trừ cái đấy ra thì Sip không nghĩ rằng có bất cứ một cái gì đó đáng lo ngại trong cái FOMC meeting Minute minutes lần này. À, rồi vậy thì sau cái FOMC meeting Minute minutes thì chúng ta quay trở lại một xíu Uh, một tiếng trước cái FOMC Meeting Minutes này thì chúng ta có một phiên đấu giá trái phiếu và cái phiên đấu giá trái phiếu này là một phiên đấu giá trái phiếu cực kỳ cực kỳ quan trọng uh, đó là phiên đấu giá trái phiếu 10 năm với con số là 39 tỷ đô lần gần đây nhất thì cách đây một tháng thì phiên đấu giá trái phiếu 10 năm gần nhất là con số là 42 tỷ đô thì sau cái phiên đấu giá trái phiếu uh, sau cái phiên đấu giá trái phiếu ngày hôm qua 58 tỷ đô có thể nói là thất bại ngày hôm qua uh, 3 năm thì ngày hôm nay thị trường chứng khoán Mỹ có phiên đấu giá trái phiếu 10 năm và phiên này cũng là một phiên thất bại tuy nhiên ship sẽ nói luôn phiên thất bại này ít thất bại hơn những phiên thất bại trước cái này là để để ship sẽ giải thích tại vì sao uh, đầu tiên á ship nói qua bối cảnh một xíu đó trong thời gian vừa qua và đặc biệt là trong những ngày vừa qua thì thị trường chứng khoán mỹ đã bắt đầu có một cái nỗi lo sợ về lãi suất trái phiếu và đặc biệt là lãi suất bên ngoài thị trường tự do nói chung. À, chúng ta nhìn thấy rằng ngày hôm qua thì cái mortgage rate tức là cái lãi suất cho vay 30 năm của cái việc mua nhà lãi suất mortgage đó, đã quay trở về 7,0% lần đầu tiên kể từ tháng 7 cho đến bây giờ. Tức là trong suốt 3 tháng vừa qua, hôm vừa rồi là 6,88%, bây giờ là 7,0%. trăm. À, tất cả những cái kỳ vọng về việc đó là sau khi Fed đi vào cái chu kỳ cắt lãi suất thì, thì cái mortgage rate sẽ đi xuống là điều đó là hoàn toàn chưa xảy ra. À, bên cạnh đó thì với lãi suất trái phiếu 10 năm đi lên thì lãi suất cho vay bên ngoài thị trường tự do cũng sẽ đi lên và các doanh nghiệp nhỏ bây giờ vẫn đang tiếp tục chịu áp lực nên chính vì thế thì thị trường đang rất là nhắm cái con số 10 năm này ờ, và cái phiên đấu giá trái phiếu ngày hôm nay được kỳ vọng là cái phiên đấu giá trái phiếu sẽ gần như là giải tỏa bớt cái áp lực về lãi suất trái phiếu trên thị trường Um, tuy nhiên thì điều đó có vẻ như là không xảy ra uh, với cái lãi suất với cái phiên đấu giá trái phiếu 3 năm ngày hôm qua 58 tỷ đô gần như là thất bại uh, thì phiên đấu giá ngày hôm nay đứng từ góc độ về nhiều cũng không có thể cũng có thể nói là không có vui vẻ hơn là bao nhiêu uh, lãi suất trước phiên là 4,062 lãi suất sau phiên là 4,066 tức là một Uh, 0,4 đó, stop theo 0,4 theo, cái này là một cái sự thay đổi rất là nhiều so với cái con số là 1,4 uh, stop through tháng trước đúng không? Uh, tức là tháng trước là sao là khi mà lãi suất đi giá là thấp hơn lãi suất bên ngoài thị trường bên ngoài thị trường trước đó, còn ngày hôm nay là lãi suất đi ra trong phiên đồng giá là cao hơn đó. tuy nhiên thì nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng cái nhu cầu mua và bán á thì nó đỡ hơn rất là nhiều à, cái con số đầu tiên thì có thể nói là hơi không vui vẻ cho lắm đúng không hơi không vui vẻ cho lắm khi mà con số đầu tiên đó chính là bit to cover là cái số là 2,4 uh, 2,481 thì cái bit to cover này là gì cái bit to cover này là cái nó một cái đơn giản đó là cứ mỗi đồng tiền được đấu giá thì có bao nhiêu đồng tiền muốn mua nó đó nói một cái đơn giản là như thế thì cái con số này giảm rất là nhiều từ cái con số là 2,637 đây là một cái đây là giảm rất là nhiều nha từ tháng 9 qua tháng 10 cho thấy cái nhu cầu đấu giá trái phiếu nhu cầu tham gia đấu giá đi xuống đó và đặc biệt con số này còn thấp hơn là con số 2,5 là trung bình trong 6 viên gần nhất tuy nhiên những cái người mua mới là vấn đề đó là gì đó là khối ngoại ngày hôm nay tăng lên 77,6 phần trăm một đây là gần như cao gần như gần bằng cái con số ô tham 2 cao nhất trong lịch sử là khoảng tầm 80% tức là 77,6% cái số tiền cái số đầu ra trái phiếu bán ra ngày hôm nay là đến cho các khối ngoại là hoàn toàn ở bên ngoài quốc hết à, và tăng rất là nhiều từ con số 76,1 trong tháng 9 điều này cho thấy rằng các quốc gia bên ngoài nước Mỹ lại đang muốn hốt trái phiếu chính phủ Mỹ đây là một tín hiệu rất là tốt không chỉ có bên khối ngoại mà bên khối nội cũng tốt cơ đó khối nội mua vào là 13,9 13,9% nói chung là quá quá là tuyệt vời. Đó, indirect bidder đúng không? Màu màu đỏ đó, indirect bidder rất là tuyệt vời. À, và cuối cùng là chỉ dealer, tức là nó một cái đơn giản là số trái phiếu không bán được trả về để mà các bạn có thể lên mua trái phiếu trực tiếp từ chính phủ Mỹ thì đây sẽ là cái chỗ allocation cho các bạn ạ, chỉ còn là 8,4% thôi. Đây là một con số rất là tốt. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2018 đến bây giờ. Điều này thể hiện cái gì? Điều này thể hiện rằng nhu cầu mua trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn còn. À, tuy nhiên thì nhà đầu tư tất cả các loại nhà đầu tư thì đều yêu cầu lãi suất cao hơn bên ngoài thị trường tự do tức là họ vẫn muốn mua nhưng mà vấn đề là họ nhìn thấy có vì một lý do gì đó họ nhìn thấy rủi ro về lãi suất họ nhìn thấy rủi ro về vấn đề là uh, chính phủ mỹ thế này thế kia hay như thế nào đó họ cần là nếu như tôi cho anh vay thì cái số cái lãi suất anh trả tôi phải cao hơn đó thì đây là một cái tín hiệu mà ship sẽ nói luôn một điều đây là một cái tín hiệu hơi hơi không tốt đứng từ góc độ của ship điều này bởi vì nó nó, nó vẫn chưa hề làm giảm bớt được cái lo sợ về lãi suất trái phiếu bây giờ và cái áp lực của lãi suất trái phiếu đè lên thị trường thì nói qua một xíu về cái lãi suất trái phiếu này tại sao tức là mọi người sẽ nhìn thấy và mọi người sẽ hỏi là ship ơi tại sao hôm nay lãi suất trái phiếu đi lên mà thị trường thì cũng lại break all time high mà tại sao ship lại bảo là lãi suất trái phiếu nó không tốt cho thị trường thì cái cách giải thích của nó rất đơn giản đó là ảnh hưởng về fundamental, tức là cái ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng về fundamental hai cái. Cái đầu tiên đó đó là gì? Đó là với lãi suất trái phiếu 10 năm ở mức 4% tại câu hỏi đặt ra là tại sao mình phải đi mua một cái công ty với cái mức cổ tức là 3% trong khi ship có thể mua mà công ty đến nếu, nếu như công ty đó không có grow ví dụ như là công ty xăng dầu hoặc là một công ty nào đó về utility năng lượng đi chẳng hạn đúng không à, ship trên loại xăng dầu điện nước đi chẳng hạn trả cổ tức 3% mà gần như không có bất cứ một cái tăng trưởng gì trong vòng 10 năm tới chẳng hạn thì ship sẽ quan tâm là ok vậy thì tha vậy thì mình đi mua trái phiếu trả đầy đủ đều đặn còn tốt hơn là mua cái cổ phiếu này đúng không đấy là ảnh hưởng đầu tiên này ảnh hưởng thứ hai mà cũng quan trọng nhất như ship có nói đó đó là các doanh nghiệp cần vay tiền sẽ khó có thể vay tiền hơn và hoặc phải chấp nhận vay tiền với mức lãi suất cao hơn nên chính vì thế cái vấn đề về giá tăng của cái lãi suất trái phiếu á, thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp nhỏ hơn đó và đặc biệt là cái khối small cap à, rồi vậy thì vậy thì sau cái phiên đầu giá trái phiếu này sau cái phiên đầu giá trái phiếu này thị trường có bất cứ một cái phản ứng hay có một cái lo sợ gì hay không thì thật sự đứng từ góc độ của ship thì ship nghĩ rằng là xong thị trường đã phản ứng ngay từ đầu buổi sáng với lãi suất trái phiếu rồi à, lãi suất trái phiếu trong những ngày vừa qua là cái chủ đề mà được nói đến nhiều nhất và cái phiên đấu giá trái phiếu ngày hôm nay là phiên đấu giá trái phiếu cực kỳ cực kỳ để ý. Thì nếu như các bạn nhìn á, thì phiên đấu giá buổi SPX ngày hôm nay là phản ứng trước cả phiên đấu giá trái phiếu. Đây là cái cây lúc à, đây là cái cây gãy lúc 11 giờ 50 này. Đó. Lúc đấy là ship có trade trước đây là cây FOMC còn đây là 11 giờ 50 này. Đó, trước phiên đấu giá trái phiếu. Và sau đó là phiên đấu giá sau cái phiên đầu giá trái phiếu ở đây. Đó, đi ra cái nhiều tiếp tục đi lên bởi vì yield ra là 4,066 mà. Đó đẩy lên qua cái mức đó và sau đó là ngày hôm nay nhiều ten year yield tức là lãi suất trái phiếu 10 năm á, là đóng cửa ở ngay cái mức mà uh, ở ngay cái mức mà thị trường uh, đấu giá ngày hôm nay ra là bao nhiêu thì nói chung là cái cảm nhận của ship như thế nào về như này đây đang tiếp tục trở thành một cái rủi ro lớn dành cho thị trường nói chung uh, một trong những cái mà các bạn thể nhìn thấy đó là cái áp lực đặt vẫn tiếp tục rất là nặng lên khối small cap ngày hôm nay là IWM vẫn chỉ tăng có 0,22% uh, cực kỳ underperform so với SPY, uh, so với S&P 500 và Nasdaq các cổ phiếu Nasdaq nói chung cho đến khi nào mà nhiều bắt đầu đi xuống thì thị trường mới có thể nói là có gọi là có một cái tâm lý mà tính chất gọi là risk on và và mới thoải mái đầu tư tiền vào các uh, đầu tư tiền vào các công ty small cap được rồi thì xong cái báo cáo tiếp theo đó chính là cái dữ liệu về uh, bán buôn của nước mỹ vào đầu buổi sáng thì ship sẽ nói luôn đây không phải là một cái báo cáo có thể nói là gây ra nhiều cái hoạt động trên thị trường gây ra nhiều cái phản ứng trên thị trường vào buổi sáng ngày hôm nay uh, thì theo đó cái hoạt động cả hoạt động uh, bán buôn và hoạt động tăng trưởng tồn kho của bán buôn thì đều ít hơn dự kiến um, bán buôn giảm giao dịch những cái giao dịch bán buôn á giảm 0,1% từ tháng 7 qua tháng 8 thấp hơn rất là nhiều con số tăng trưởng 0,4% mong đợi à, trong khi đó thì cái việc đầu tư và hàng tồn kho á, là tăng chỉ tăng trưởng có 0,1% thấp hơn con số 0,2% như dự kiến thì à, ở trên nếu như bạn nhìn trên investing.com thì cái con số này nó sẽ mang tính chất là con số uh, con số xanh tức là như thế này là tốt à, tuy nhiên bởi vì cái ý tưởng của người ta đó là cái tăng trưởng tồn kho nó thấp hơn thì điều đấy đồng nghĩa việc là cái nhu cầu uh, sử dụng tồn kho nhu cầu mua bán hàng hóa nó tăng lên tuy nhiên thì ở trong cái bối cảnh như này thì điều này là một điều ngược lại bởi vì chúng ta nhìn thấy cái hoạt động giao dịch tức là trade sale đó, đó wholesale wholesale trade sale đó, đó tức là hoạt động giao dịch bán buôn giảm đi 0,1% từ tháng 7 qua tháng 8 nhưng mà tồn kho cũng chỉ tăng trưởng 0,1% điều này đồng nghĩa việc là cái việc đầu tư vào tồn kho của doanh nghiệp giảm đi trong tháng 8. Tuy nhiên thì ship sẽ nói luôn đây là cái dữ liệu của tháng 8, đấy là điều đầu tiên và thật sự là cái sự thay đổi và chênh lệch nó không có quá là nhiều nên là ship nghĩ rằng là đây là một cái chúng ta có thể đưa ra một cái đánh giá rằng cái nhu cầu uh, mua sắm và đặc biệt là tích trữ hàng hóa của doanh nghiệp đi xuống, hoạt động kinh doanh đi xuống một xíu. Tuy nhiên thật sự là nó không có phải là quá là đáng kể à, sau cái báo cáo này vào buổi sáng đúng không thì buổi sáng tiếp tục chúng ta có một cái dữ liệu cuối cũng khá là quan trọng đó chính là cái báo cáo về cái báo cáo về uh, nhu cầu sử dụng xăng dầu thì tiếp tục một tuần không hề vui vẻ gì cho cái báo cáo về nhu cầu sử dụng xăng dầu buổi sáng ngày hôm nay uh, sau rất là nhiều tuần liên tục cho thấy cái nhu cầu sử dụng xăng cầu tăng trưởng một cách mạnh mẽ và làm cho cái tồn kho dầu thô sụt giảm Uh, tồn kho dầu thô sụt giảm nhiều hơn rất là nhiều so với mong đợi thì trong hai tuần liên tiếp thì chúng ta đã nhìn thấy là cái sự tăng trưởng cái uh, tồn kho của dầu thô tăng lên rất là nhiều. Tuần vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy rằng tồn kho dầu thô được ước tính ở mức là 1,5 triệu thùng, à, giảm 1,5 triệu thùng. À, tuy nhiên con số thực lại là tăng gần 4 triệu thùng. À, ngày hôm nay cũng thế, thì cái con số mà được kỳ vọng đó là tồn kho dầu thô tỷ chỉ tăng thêm 2 triệu thùng. À, tuy nhiên con số thực là 5,8 triệu thùng, cho thấy cái nhu cầu sử dụng xăng dầu thật sự là kém đi rất là nhiều. À, không chỉ có thế, thì kết hợp với cả cái báo cáo của IEA ngày hôm qua, à, cái báo cáo về cái um, cái tầm nhìn về nhu cầu sử dụng xăng dầu ngắn hạn đã, đã tiếp tục làm cho dầu giá dầu có một cái phiên giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay buổi sáng ngày hôm nay thì giá dầu giảm khoảng tầm 2% và đến khoảng tầm 2.5% à, tuy nhiên ngay sau đó thì chúng ta nhìn thấy những cái tin tức về chiến tranh một một vài những cái bầu tin nho nhỏ về chiến tranh lại tiếp tục đẩy giá dầu đi lên và kết thúc ngày gần như không có nhiều thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua à, tuy nhiên thì chúng ta dễ dàng chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta đang nhìn thấy những cái sự nguội lại một xíu của các hoạt động kinh tế khi mà chúng ta so sánh kết hợp cả hai cái báo cáo là cái báo cáo về tồn kho này, tồn kho bán buôn này và cái báo cáo về nhu cầu sử dụng xăng dầu. À, một trong những cái mà Sip còn nói li, xuyên suốt trong khoảng thời gian 3 tháng vừa qua đó là tất cả những cái báo cáo về dữ liệu kinh tế trước đây chúng ta đều có thể gọi là sử dụng cái đó để nói về là một cái khía cạnh của cái báo cáo này đang cho thấy cái sự nguội lại của nền kinh tế tuy nhiên cái nhu cầu sử dụng xăng dầu thì trong báo cáo nào cũng cho thấy là rất là mạnh liên tục kể từ tháng 7 cho đến bây giờ thì cái nhu cầu sử dụng xăng dầu vẫn là một, gần như là một cái kim chỉ nam của hoạt động kinh tế mà thì riêng phải nói là nó chưa có bất cứ một cái dấu hiệu gì chỉ ra là kể cả một nửa suy thoái cả tuy nhiên thì hai cái báo cáo gần đây thì chúng ta đã nhìn thấy một cả chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy rồi đã bắt đầu nhìn thấy những cái gọi là yếu đi và chậm lại của hoạt động kinh tế rồi, À, vậy thì sau tất cả những cái dữ liệu ngày hôm nay thì tại sao thì thị trường có một cái phản ứng như thế nào thì ngoại trừ cái việc ở à, thị trường đẩy qua cái level O time high thì ship sẽ nói về cái sự thay đổi về cấu trúc và kỹ thuật trên thị trường một lúc sau à, tuy nhiên một cái mà ship nghĩ rằng là quan trọng nhiều nhất và buổi đã xảy ra trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó chính là sau cái biên bản của các OMC đó thì chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ là phép không không cắt lãi suất trong cuộc họp tháng 11 tới bất ngờ tăng gấp đôi vào buổi sáng ngày hôm nay thì con số đó chỉ rơi khoảng tầm 11% vào buổi sáng Tuy nhiên ngay sau khi cái, cái biên bản của FOMC được công bố Thì con số đó lên khoảng tầm 20, 23, gần 24% Và bây giờ đến cuối ngày thì con số đó kết thúc ở à, 21,2% Điều này đồng nghĩa với việc rằng nếu như ngày mai báo cáo CPI xấu Thì chúng ta có thể quay trở lại Thị trường sẽ bắt đầu quay trở lại là chúng ta có một cái nỗi sợ Cả về lãi suất lẫn cả về việc suy thoái kinh tế. Tại thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường vẫn còn rất là vui vẻ bởi vì như ship có nói trong trong những cái video trước, cái nỗi lo sợ ở đây bây giờ của thị trường không còn là nỗi lo sợ về việc lãi suất nữa mà là nỗi lo sợ về suy thoái kinh tế. Ngày hôm nay chúng ta đã cần như cái nỗi lo sợ về suy thoái kinh tế đã giảm bớt đi rất là nhiều, nhưng uh, nếu như giảm bớt đi nhiều quá thì thị trường sẽ bắt đầu lại quay về và có cái nỗi lo sợ nỗi sợ về lãi suất thì cái đó là cái mà chúng ta không hề muốn một tí nào uh, tuy nhiên thì con số này chúng ta sẽ cùng phải chờ cái báo cáo CPI ngày mai. Nhưng mà nếu như con số này mà lên lên một xíu mà tầm 30% trăm, mà thật sự mà có bất cứ một cái indication hay một cái một cái lời nói hay một cái câu uh, phát biểu nào của các thành viên Fed mà chỉ ra về cái cái possibility tức là cái khả năng là Fed sẽ không cắt trong tháng 11 đó, thì xin nghĩ rằng đấy sẽ là một cái tin rất là xấu cho thị trường. Uh, ít nhất cho đến buổi sáng ngày hôm nay kể cả trước khi cái biên bản của FOMC được đi ra um, thì Fed Colin này, uh, cả Fed Colin và một người nữa ship không nhiều tên cũng đi ra và nói về cái vấn đề đó là Fed vẫn đang trên cái đà cắt lãi suất tức là vẫn đang duy trì cái hướng là cắt lãi suất chưa có bất cứ một thành viên nào của Fed ngày hôm nay đi ra và nói về cái việc đó là Fed sẽ không cắt lãi suất hoặc là có khả năng không cắt lãi suất nữa cả đấy sẽ là một cái gì mà chúng ta chúng ta không hề không hề muốn à, ngày hôm qua đúng không vừa cả Shari cả chỉ có cần nói về cái chuyện đó chính là Fed uh, không chưa có ý định không có suy nghĩ đến cái chuyện dừng QT là thị trường cũng đã phản ứng mạnh rồi nên bây giờ nếu mà có một ông phép nào đi ra và nói là ok chúng tôi sẽ không cắt lãi suất là coi như là xin nghĩ rằng là sẽ sẽ khá là gãy đó rồi vậy thì đấy là xin nghĩ rằng đây là tất cả những cái tin tức về kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay à, vậy thì bây giờ sau khi chúng ta đã nói về những cái chủ đề về kinh tế vĩ mô rồi xin muốn nói qua về xíu về những cái tin tức khác mà nó uh, nó sâu hơn một xíu đầu tiên đó là một chút update về tình hình uh, Iran và Israel đúng không uh, thì đây cũng là một trong những cái lý do mà giá dầu bao trở lại trong buổi sáng thì buổi sáng ngày hôm nay uh, thì chúng ta đã có một cái buổi uh, điện đàm cấp cao giữa hai nước giữa thủ tướng của israel là uh, netanyahu với cả tổng thống joe biden chúng ta cũng đã có galen tức là bộ trưởng bộ quốc phòng nói chuyện với cả austin rồi đó thì chúng ta nhìn thấy đó chính là tại thời điểm hiện tại các thành viên của uh, nội các israel thì đều chắc chắn một điều là sẽ trả đũa iran bây giờ cái câu chuyện chỉ là làm thế nào và làm khi nào và làm mạnh như thế nào thôi. ở uh, Biden cũng có một cái bài phát biểu cũng đưa ra một cái thông cáo báo chí cho rằng là tại thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục nói chuyện với Israel về việc đó là sẽ đáp trả Iran như thế nào. nhưng mà cái việc đáp trả là chắc chắn có. Um, nhưng sau đó thì chúng ta thấy một cái bài viết ở trên Washington Post ngày hôm nay um, thể hiện rõ cái sự frustration, cái sự cái sự mà Sip sẽ sử dụng cái từ đấy như thế nào nhỉ? frustration dịch ra sẽ là cái cái sự gọi là khó chịu, sếp sẽ dùng từ đó cái sự khó chịu của nước Mỹ của nhà trắng trong cái việc là không được thông báo trước uh, về các chiến dịch quân sự của Israel. Uh, một trong những cái ví dụ mà họ đưa ra đó chính là cái việc là ngày hôm nay, ngày hôm mà Israel quyết định uh, tấn công và tiêu diệt Nasrallah là thủ lĩnh của Hezbollah á, sau khi mà Austin nhận được nhận được cái thông báo đó thì Austin quay ra nói với cả cái cấp dưới của mình là là, là là excuse me tức là tức là thật sự là không tin được vào mắt mình và sau đó khi mà nói chuyện với cả ga vào buổi chiều ngày hôm đó vào sắp xếp xin, xin lỗi vào mấy ngày sau đó thì ông mới thể hiện rõ cái tâm lý là tức là hỏi thẳng là are you ready to be alone tức là các bạn có sẵn sàng chiến đấu một mình hay không bởi vì là đồng minh gì mà không có nói với nhau như thế kiểu kiểu vậy thì xin, xin nghĩ rằng là đây là một cái à, chúng ta vẫn đang tiếp tục nhìn thấy một cái sự gọi là hơi hơi xa vời hơi hơi xa nhau ra một xíu về cái về cái chính sách và hướng đi mong muốn của nhà trắng và cái chính sách và hướng đi mong muốn của israel bởi vì cái thời điểm cái thời điểm mà israel đang tấn công và và tiêu diệt uh, nasara là cái đúng cũng là trong cái khoảng thời gian cái lúc mà chính quyền tổng thống joe biden đang hy vọng về một cái thỏa thuận ngừng bắn giữa hamas hezbollah và israel um, dạ yeah, tuy nhiên thì đấy thì đấy là một cái mà xin nghĩ rằng là không phải là một cái sự gia tăng căng thẳng lớn trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay tuy nhiên nó cũng là một cái sự gia tăng căng thẳng để có thể đẩy giá dầu đi lên tạm thời đi lên uh, một cách nhẹ nhàng rồi um, tiếp theo nữa đó chính là hai cái tin tức khác cũng khá là quan trọng về trực tiếp về cổ phiếu uh, thì đầu tiên đó chính là cái tin tức liên quan đến Google thì Uh, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức tuyên bố là có khả năng sẽ break up Google, sẽ tách Google ra làm thành những công ty con và uh, và và cái tin này là một cái tin mà xin nghĩ rằng là đây sẽ là một cái vụ break up, tức là một vụ chia nhỏ công ty uh, một trong những vụ chia nhỏ công ty lớn nhất trong lịch sử từ trước đến bây giờ và chắc chắn đây sẽ là một cái vụ chia nhỏ những cái một công ty gọi là cap tech một công ty công nghệ lớn lần đầu tiên. Uh, tuy nhiên thì xin sẽ nói thế nào? Đó là gì? Đó là Ship nghĩ rằng là Ship đã thể hiện rất là nhiều cái, Ship đã nói rất là rõ về cái cảm nhận của Ship về Google và gần như là cũng thể hiện cái việc đó là cái cái suy nghĩ của Ship về cái mức định giá của Google uh, trước đây rồi. Um, và trong một cái thậm chí là Ship cũng có nói về cái vấn đề này trong một cái bài viết của um, của Việt hustler Thì Ship nghĩ rằng tại thời điểm hiện tại nếu như Google mà bị break up mà bị chia nhỏ thì tùy vào cái điều nó sẽ như thế nào. Xin nghĩ rằng là nó sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho nhà đầu tư chứ không phải là mất giá trị đi. Nên là xin nghĩ rằng là nếu như ai là cổ đông và mọi người hold Google thì mọi người đừng lo. Xin nói thật, xin nghĩ rằng là tại thời điểm hiện tại cái việc mà Google bị chia nhỏ có thể được tạo ra nhiều giá trị hơn này nó sẽ làm cho công ty này run một được điều hành một cách được điều hành một cách um, gọi là tối ưu hóa hơn được điều hành một cách efficiency hơn tăng cái sức cạnh tranh hơn đẩy nhanh cái quá trình đẩy nhanh những cái dự án của mình hơn và chắc chắn một điều nó sẽ tạo ra nhiều giá trị cho nhà đầu tư hơn thì đấy là cái mà ship suy nghĩ à, tuy nhiên suy nghĩ, nghĩ rằng là cái việc mà cái việc mà bộ tư pháp tách nhỏ Google á À, sẽ không xảy ra. xin nghĩ rằng đấy là việc đó sẽ không xảy ra. tuy nhiên nếu mà nó có xảy ra, chẳng nữa thì Sip nghĩ rằng là cổ phiếu có thể rất lần đầu. nhưng mà nếu như mà nó rất lần đầu thì Sip nghĩ rằng đấy sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta có thể nhìn vào. Đó. À, tại thời điểm hiện tại thì nếu như ai muốn quan tâm về cái à, về cái cái cảm nghĩ của ship về cái đánh giá của ship về google nói chung á, mặc dù cách đây cũng mới hơn một tháng thôi, thì mọi người có thể đọc qua cái bài viết này ở trên ở trên viet ok rồi à, vậy thì tiếp theo nữa một cái tin tiếp theo đó chính là tin tức đến từ boeing thì uh, một cái tin vào buổi tối ngày hôm qua không hề vui vẻ gì đó chính là Boeing uh, đã uh, có, có, vẻ như là Boeing dỗi rồi, Boeing không có muốn không có muốn đàm phán với cả các thành viên công đoàn nữa. Thì nếu như các bạn không biết thì uh, cách đây uh, cũng khá là lâu, 22 ngày đúng không? Cách đây 22 ngày thì các thành viên của một công của công đoàn ở bên phía Seattle, bên phía bờ Tây á uh, của Boeing đã chính thức đình công 33.000 nhân viên dừng và walk out. Uh, thì có thể nói rằng xong cái yêu cầu của những cái nhân viên này là rơi vào khoảng tầm là 30 40% tăng lương trong vòng 4 năm đó. Ờ uh, 30% xin, xin lỗi tăng lương 30% hay 40% thì nó trong vòng 4 năm nhưng mà cuối cùng là cả hai bên đã đồng ý với nhau được ở cái con số là 25%. Tuy nhiên cái vấn đề xảy ra đó chính là Boeing không chấp nhận những cái vấn đề liên quan đến phúc lợi, liên quan đến phúc lợi xã hội là một này và một cái vấn đề tiếp theo nữa đó chính là job security. Boeing không chấp nhận cái điều khoản về job security của các thành viên công đoàn thì cái 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 này đó là gì job security ở đây có nghĩa là những cái ví dụ như là không được sa thải này không được phải đảm bảo cái công việc này không được tự động hóa công việc này vân vân những cái này có vẻ như là khá là giống so với những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy trong cái cuộc đình công của iowa ở cả phía đông vừa rồi thì tất nhiên sẽ nghĩ rằng là đứng góc độ của boeing cái việc mà không đồng ý những cái điều khoản đấy là điều rất là cần thiết tại thời điểm hiện tại boeing đang gặp một cái trục trặc boeing đang gặp một cái cuộc khủng hoảng về lòng tin của người tiêu dùng về các sản phẩm của mình và đặc biệt đó chính là chất lượng và độ an toàn của sản phẩm nên chính vì thế cái việc mà phải có những cái rào cản và quy định khắt khe về để tuân thủ kiểu như là an toàn các thứ này kia là một cái điều rất là quan trọng và không thể Boeing không thể làm điều đó một công ty đặc biệt là một công ty về engineering tức là một công ty về về sản xuất về kỹ thuật đã không thể làm được điều đó nếu như họ không có khả năng sa thải những cái người mà làm không tốt đó nên là ship nghĩ rằng cái việc này là một cái việc mà không đồng ý không chấp nhận cái yêu cầu về job security là một điều uh, đúng tuy nhiên thì bởi vì công đoàn không chấp nhận Boeing cũng không chấp nhận nên chính vì thế ngày hôm nay Boeing nói thẳng là sẽ withdraw cả cái offer tức là cả cái offer cũ cái cái lời đề nghị cũ mà mình đã đưa ra mà mà đồng ý 25% tăng lương 25% á, là Boeing cũng coi như là thôi luôn. Bây giờ bảo là ok, nếu mà bây giờ chúng mình phá sản là phá sản chung đúng không? Bây giờ tôi mà phá sản là coi như là bạn cũng không có việc làm. Bây giờ các bạn thế nào đó thì cái này là một cái mà ship nghĩ rằng là khá là khá là bất ngờ một cái bước đi mà mang tính chất là khá là cứng rắn của Boeing đặc biệt khi ngày hôm qua thì S&P Global vừa dọa vừa cho Boeing lên cái gọi là credit watch tức nó một cái đơn giản đó là gì đó là tín dụng của công ty này đang gặp trục trặc và đang gặp vấn đề và rất là nhiều bên có khả năng dọa sẽ bắt đầu hạ tín dụng của Boeing, hạ tín dụng của Boeing. Tại thời điểm hiện tại Boeing đã gặp rất là nhiều khó khăn khi trong 5 năm vừa qua đúng không? Kể từ trước câu việc khi mà cái 737 Max là bắt đầu bị rớt các thứ này kia rồi và trong 5 năm vừa qua là công ty này thật sự là không kiếm được tiền. Nên là nếu như cái điều này xảy ra và một đống nợ luôn đó nên nếu như mà cái việc hạ điểm tín dụng như này thì sẽ tạo ra những cái công ty này chắc chắn sẽ bị tạo ra những cái áp lực rất là lớn về mặt tài chính và với như này thì với cái sự kiện như này thì ship sẽ nói luôn một điều đó chính là boeing tại thời điểm hiện tại không chỉ gặp một cái rủi ro nhỏ mà chúng ta đang nhìn thấy một cái cuộc khủng hoảng rất là lớn à, cách đây không lâu rất là nhiều người có hỏi ship về boeing thì ship có nói lúc nào ship cũng nói trong rất là nhiều video và ship nghĩ rằng là ship cover boeing rất là nhiều rồi đó là gì đó là ship không nghĩ rằng Boeing sẽ là một cái khoản đầu tư của ship cho đến khi mà ship nhìn thấy một cái sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Có một cái mà ship rất là rất là rất là quan tâm đúng không? Rất rất là thích à, khi mà ship nhìn thấy đó chính là một cái CEO của Boeing bị thay thế là một người từ một người kiểu như là mang tính chất kiểu là dân tài chính đó sip có nói về boeing một cái gì đó là những công ty engineering những công ty về kỹ thuật thì nên được dẫn dắt bởi một người kỹ thuật những công ty engineering thì nên được dẫn dắt bởi một engineer đúng không uh, thì uh, cái 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 ceo cũ của boeing mang tính chất gọi là mba đó đó là người mang làm về tài chính là coi như là đi ra để nhường chỗ cho Kelly odberg thì ông ấy từng là ceo của uh, ông ấy từng là ceo của Collins Aer aerospace uh, thật sự là bởi vì là sip từng ở minnesota nên sip biết biết một vài người là ở Colin Aerospace nên là khi mà ông này lên thì ship cũng khá là khá là suy nghĩ là ok vậy thì có vẻ như đã đi đúng hướng rồi tuy nhiên ngay sau đó thì chúng ta cảm thấy chúng ta thật sự hiểu được rằng một cái sự thay đổi của mỗi công ty lớn như thế thì cần phải có thời gian à, nên chính vì thế thì ship hy vọng cái sự kiện đình công lần này nếu như Boeing phải trải qua một cái tái cơ cấu và nếu như mà Boeing và ban lãnh đạo của Boeing sử dụng cái vụ đình công lần này để ép công ty này trải qua một cái giai đoạn tái cơ cấu sau rất rất là nhiều những cái thất bại đợt vừa rồi kể cả thất bại về cái chương trình vũ trụ nữa thì ship nghĩ rằng thật ra cái đấy lại là một cái ý hay cái đấy lại là một cái mà ship nghĩ rằng là tốt á bởi vì chính phủ mỹ không thể nào để cho boeing chết được cái, cái này là ship phải nói chắc chắn luôn nhưng mà cái việc mà chia tách boeing ra thành những mảng nhỏ hoặc là tái cơ cấu lại công ty thì tại thời điểm hiện tại ship nghĩ rằng là một điều cần thiết rồi vậy thì cuối cùng rất nhiều người hỏi ship trên stream đâu sẽ là cái giá mà ship uh, hợp lý để ship như rằng là có thể đi vào boeing được thì ship sẽ nói là tương tự như intel ship sẽ nhìn vào cái giá trị về tài sản của boeing đó để trong những cái trường hợp cuối cùng mà công ty này thật sự bị bán đi hay là bị chia nhỏ đi thì chúng ta vẫn không có lỗ đúng không chúng ta vẫn không có lỗ rồi um, vậy thì sau cái tin tức về boeing đó thì chúng ta chỉ, ship sẽ chúng ta sẽ bắt đầu đi đến một cái tin tức khác mà cái này là một cái mà uh, ship nghĩ rằng là rất là quan trọng và cái này sẽ là một chút về mặt chính trị nha nhưng mà như ship sau cái video ngày hôm qua khi mà ship nhìn thấy cái sự ủng hộ của mọi người và ship đọc được những cái comment của mọi người uh, Thì ship rút ra một kinh nghiệm đó là Ship nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà ship nói là sự thật chỉ cần nó là sự thật thôi Và đúng là những cái gì mà ship suy nghĩ thôi là ship nghĩ rằng là không có vấn đề gì cả dù ai có nói thế nào đi chăng nữa Thì uh, rất tiếc là cái đó nó là sự thật và cái đó đấy là cái mà ship suy nghĩ đúng không mọi người có thể thích hoặc mọi người có thể không thích mà mọi người có thể giải thích là tại sao mọi người không thích cái ý đó và ship sẽ uh, ship sẽ rất là thoải mái trong cái việc chấp nhận uh, feedback chấp nhận lời uh, gọi là lời góp ý và nói chuyện lại với mọi người nhưng mà nó không thể thay đổi được cái sự thật là đấy là nó là như thế và ship nghĩ là như thế thì ngày hôm qua trở lại vấn đề này ngày hôm qua chúng ta có một cái mà ship rất muốn chia sẻ với mọi người Uh, và ship nghĩ rằng là tại sao chúng ta không có một cái như thế này từ trước đến bây giờ, đó chính là một cái forum, một cái forum mở gọi là Policy for the People được set up bởi RFK Robert Frank Kennedy. Thì RFK là um, RFK là con trai của của cũng một người cũng tên là RFK là Attorney General của nước Mỹ và từng cũng từng bị ám sát và sau đó là um, và sau đó là cũng là cháu của JFK đúng không? Bị ám sát ở Dallas. Thì RFK là ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ sau đó là trở là run độc lập và sau đó là có drop out và bây giờ là ông ấy ở bên phía của trump thì ông ấy ngày hôm qua là tung ra một cái chiến dịch mà xin nghĩ rằng là rất là hay đó chính là một cái forum mở để cho tất cả mọi người có thể lên đó và đóng góp những cái ý kiến của mình và những cái chia sẻ của mình kế hoạch của mình về chính sách của nước Mỹ nói chung và mọi người tương tự mọi người như một cái forum mở mọi người có thể vote có thể bầu cái nào lên mọi người cảm thấy cái nào hay mọi người vote nó lên mọi người có thể trao luận tranh trao đổi tranh luận chia sẻ vân vân về những cái policy ở trên này và khi một cái policy nào đó được rất là nhiều người vote được rất là nhiều người thích được rất là nhiều like thì các thành viên của uh, các thành viên đội ngũ hiện tại tại thời điểm hiện tại là của chiến dịch của trump thôi uh, sẽ review sẽ review và sẽ cân nhắc cái chính sách đó thì xin nghĩ rằng là tại thời điểm hiện tại trump chưa có bất cứ một quyền gì để mang tính chất gọi là đưa ra chính sách cả nhưng mà cái ý tưởng xin chỉ nói chỉ thì tập trung và nói đó là cái ý tưởng về một cái forum mở như thế này để mà một người bình thường những cái người bình thường mà chỉ đơn giản là những người mà thật sự quan tâm đến một cái vấn đề gì đó của nước mỹ có thể đi đến và tự chia sẻ cái cảm nhận của mình về một cái chính sách hoặc chia sẻ tự xây dựng một cái bộ chính sách của mình hoặc là nhiều người có thể làm việc với nhau để xây dựng một cái bộ chính sách chung để đẩy lên đây và sau đó là kêu gọi chữ ký để các nhà kêu gọi các nhà lập pháp có thể thật sự nhìn vào thì ship nghĩ rằng đây là một cái ý tưởng cực kỳ hay và đến bây giờ nhiều lúc chúng ship họ là đáng nhẽ là chúng ta nên làm nên có cái như này từ rất là lâu rồi đúng không trước đây cái cái ý tưởng về về tạo ra một cái bộ luật hay một cái sự sửa đổi về chính sách, sự thay đổi về vấn đề di dân này, sự thay đổi về vấn đề về hệ thống giáo dục này, vân vân, những cái đó là thường thường là những nhà lập pháp họ đưa ra quốc hội đưa ra và quốc hội đến từ, và những cái ý tưởng nó đến từ đâu và được tạo ra từ đâu bởi các thinh thanh đúng không? Có rất là nhiều những cái thinh thanh à, thì những cái thinh thanh đó là họ sẽ họ họ sẽ viết ra tức là một nhóm người, nó một cái đơn giản như thế và chúng ta thường thường là chúng ta khi mà đến chúng ta chúng ta chỉ là ok mình thích cái ý tưởng này, chúng ta đồng ý với cái này và chúng ta không đồng ý với cái này đó thế thôi nhưng mà có một cái vấn đề đó là tất cả rất tất là nhiều những cái uh, chính sách của nước mỹ những cái bộ luật của nước mỹ á, là một cái tên một kiểu nhưng mà cái ở bên trong cái bộ luật lại là một vấn đề khác hoặc thậm chí cái tên là một cái rất là hay ho nhưng ở bên trong đó lại có những cái điều luật không liên quan gì cả một cái đơn giản thôi ví dụ như kiểu một bộ luật là uh, cho uh, cho cho nước Uh, cho nước free đi chẳng hạn đúng không đưa nước đưa gửi nước đến tech giờ thì trong cái bộ luật đó sẽ có chuyện đó là gửi xoài là new york đó đấy là một cái ví dụ ship sẽ không muốn nói ra những cái ví dụ rất là rõ ràng uh, thì cả hai đảng đều sử dụng cái cách này để mà khi mà một cái bên đảng còn lại ví dụ giả sử đi một bên đảng còn lại nói là mình không đồng ý với việc bảo vệ biên giới đi chẳng hạn thì thật ra là người ta lại đang là không đồng ý với cái một điều khoản không liên quan gì đến biên giới ở bên trong cái bộ luật đó thì cái bên kia thì sẽ nói là ok bên này là người không đồng ý bảo vệ biên giới không đồng ý uh, xóa nợ cho người dân hay gì đó vân vân thì đó là một cái vấn đề rất là lớn bên chính vì thế chúng ta cần phải có một cái single issue chỉ tập trung vào một cái chủ đề thì ship nghĩ rằng là cái này là một cái rất là hay và ship đã đọc qua thật sự là ship đã đọc qua những cái bộ luật ở trên này được propose rồi và ship cảm thấy nó rất là nó rất là cần nó, nó rất là chính xác đi vào trọng tâm và thật sự có rất là nhiều cái mà ship cảm thấy rất là ấn tượng đó bởi vì ship nghĩ rằng là có một câu hỏi mà một người đặt ra ngày hôm qua ở trên uh, ở trên YouTube channel Ship. Cái câu hỏi đó là cái câu nói đó là gì? Đó là Ship không nên nói về chính trị, không phải vì đó mà vì chính trị chán lắm, mình không có thay đổi gì cả. Thay đổi được cái gì cả? Thì Ship nghĩ rằng là cái này là cái hơi hơi không đúng cho lắm, bởi vì là Ship nghĩ rằng là chúng ta đang ở một nơi mà chúng ta thật sự có thể thay đổi được. Đó thì nên nắm lấy cái cơ hội đó thì đây là một cái hướng một cái mà đang di chuyển đúng hướng mà ship cảm thấy rất là hợp lý và rất là hay nữa. Đó, hy vọng là sau này có thể thật sự là có một cái ý tưởng gì đó và sau đó là thật sự là được xem xét được, được xem xét và được nghiêm túc đem ra và bàn luận. Um... Thì, yeah, thì đây là một cái ý tưởng mà xin nghĩ rằng là không chỉ uh, chính phủ nào afk từng là người của đảng dân chủ uh, dù ai lên làm tổng thống đi chăng nữa thì xin nghĩ rằng là hy vọng là cái chính sách này cái forum này nó vẫn sẽ tiếp tục được uh, phát triển ok thì đấy là một cái chia sẻ nhỏ mà xin muốn nói qua về một cái chủ đề này thôi uh, rồi vậy thì cái cuối cùng trước khi chúng ta đi về nói chuyện về quay trở về nói chuyện về thị trường đúng không một cái tin cuối cùng uh, đó chính là milton milton đã chính thức uh, được cập bến và tham thì uh, có thể nói rằng những ngày tới sẽ là những ngày rất là căng thẳng dành cho những ai ở Florida. Uh, thì đây là một cái video mang tính chất gọi là ví dụ về những cái gì có thể xảy ra uh, khi mà mực nước nó dâng lên một cái tầng cao nào đó. thì ở Tampa có những nơi lên đến 15 feet. trong cái video này thì người ta chỉ có chỉ đến ở khoảng tầm là uh, 9 feet thôi. thì đây sẽ là ở cái mức 9 feet đã cao gần như là tràn hết mái nhà cái duy chỗ duy nhất mà mọi người có thể ở được đó là trên mái nhà ở những cái nhà tầng 1. Tuy nhiên ở ở cái những cái khu vực gần bờ biển lên tới 15 phút là 15 feet thì ship nghĩ rằng là uh, sẽ rất là khó nên ship hy vọng là những ai ở những cái khu vực cần đến những cái nơi an toàn là đã đến được những cái nơi an toàn rồi. Uh, và cũng có một chút nữa mà ship muốn chia sẻ đó là gì? Đó là thiệt hại toàn bộ của cái uh, thiệt hại của cái cơn bão này sẽ lên tới khoảng tầm 175 tỷ đô. À, đây sẽ là một trong những cơn bão mà có ảnh có thiệt hại gây thiệt hại về tiền và của nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ từ trước đến bây giờ. À, và một trong những cái mà chắc chắn là sẽ bị hit đó chính là Disney. Thì Disney đã tự ước tính rằng cái Disneyland ở Orlando sẽ bị khoảng tầm là 200 triệu đô về cái 200 triệu đô rồi. Đó. Thì hiện nay có rất là nhiều người nói về cái vấn đề này. À, ship ship cũng nói qua một xíu về cái vấn đề này. Bởi vì có rất là nhiều người um, một một trong những cái mà ship muốn chia sẻ nhỏ thôi. Bởi vì thật sự là hôm nay chúng ta có thời gian, chúng ta không có quá là nhiều những cái tin tức trong ngày trong ngày hôm nay. Thì um, ship muốn nói qua một xíu về những cái conspiracy theory một xíu. Có rất là nhiều người nói về chuyện này. Là nhiều khi ship cũng không muốn nói nhưng mà hôm nay chúng ta nói. Uh, đó là cái vấn đề liên quan đến cái cloud seeding và cái công nghệ kiểm soát uh, công nghệ kiểm soát um, khí hậu khí. Weather đó, đó Weather Control đó uh, thì đây là một cái mà sau khi mà ship nhìn về thật ra từ trước rồi từ trước rồi sau khi mà ship đọc được những cái uh, gọi là mang tính gọi là thuyết âm mưu những cái dữ liệu đó thì ship cũng có đi tìm hiểu bởi vì một trong những công việc mà đáng nhẽ có thể ship làm ngày xưa đó chính là xây dựng những cái để đó làm về khí tượng thủy văn. Những ai mà đã học toán rồi thì chắc chắn biết một trong những công việc mà thường thường các bạn sẽ phải làm nhiều nhất và và thừa và thừa nhất ở bên Mỹ mà các bạn có thể làm ban đầu nếu như mọi người không kiếm được việc á mà khi mọi người học toán ra đó, đó là đi làm những cái model kiểu như là khí tượng thủy văn này, thời tiết này vân vân đến bây giờ ship vẫn có bạn làm khí tượng thủy văn thời tiết các thứ vẫn có, vẫn có nha. Đó thì ngày xưa một trong những cái việc có thể ship sẽ đi làm là cái đó. Nên là sau đó là khi mà nói về những cái chuyện về kiểm soát thời tiết vân vân á thì ship có đi tìm hiểu về cái công nghệ đó để xem là có thật sự có khả năng làm thế hay không. Ship chưa nói cái chuyện đó là nếu như có thì chính phủ Mỹ sẽ cố tình làm cái việc đó. Ship chỉ nói là ship đi rằng là coi là có khả năng hay không. Thì đầu tiên ship sẽ nhìn thấy hai cái này hai vấn đề. Đó là một á, đó là thật ra cái chuyện kiểm soát thời tiết hay là một cái công nghệ mà người ta hay sử dụng đó cloud shipping á. Đó, thật ra về lý thuyết nó rất là đơn giản nhỉ. Tức là hoàn toàn có thể làm được, hoàn toàn có thể làm được và làm rất là đơn giản nó 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 không phải là một cái gì đó mang tính chất gọi là phức tạp cả nó chỉ là uh, hóa chất độ ẩm và và độ cao vân vân thôi tuy nhiên cái vấn đề đặt ra đó là gì đó là nó rất là khó để có thể cái này là ship phải này luôn đó là công nghệ về lý thuyết cái công nghệ bay dịch cái mức gọi là cơ bản nhất thì là có rồi nhưng mà cái khó đó là làm thế nào để mà kiểu như là có tạo ra một cái thay đổi đủ lớn để tạo ra một cơn bão cái đó là gần như là chưa có ai có, có thật sự là ship không nghĩ rằng cái công nghệ nó có thể cái thứ hai nữa về vấn đề về tiền làm sao để có cái chi phí để tạo ra như thế và cái thứ ba nữa là một cái đó là gì đó là khi mà các bạn bắt đầu liên quan đến kiểm soát thời tiết á. đến bây giờ cái công nghệ của chúng ta những cái mô hình để mà chúng ta có thể dự báo thời tiết thôi nó đã rất là khó rồi nữa là tạo ra kiểm soát thời tiết và đẩy cái thời tiết đi theo cái hướng mình muốn á. thì cái đấy là điều chắc chắn là không thể nên là có một cái mà ship sẽ nói luôn có những cái gì đúng mình nói là đúng những cái gì sai mình nói là sai và những đặc biệt là có những cái thông tin nó rất là sai lệch ở bên phía ở bên phía đảng cộng hòa luôn cũng có đặc biệt đó là cái vấn đề về kiểm soát thời tiết thì nếu như cái gì đó sai thì ship nói là sai ship nói là công nghệ này không phải là một cái gì đó mang tính chất gọi là bí mật mà chính phủ giấu cả công nghệ này là một công nghệ à, Màn mang tính chất rất là bình thường ở các quốc gia UAE hay các quốc gia Trung Đông á là họ cũng đã sử dụng những cái công nghệ cloud seed đỉnh rồi nhưng mà ship phải nói thật sự một điều là khi mà ship coi đánh giá thì nó cũng không có giúp đỡ quá là được bao nhiêu bởi vì nếu mà không á ship hỏi là tại sao tech nó không làm cloud seed đỉnh này cho trời nó mát bớt vào mùa hè đi đúng không cái vấn đề đó là gì kinh phí này cái vấn đề là ảnh hưởng hiệu quả và kinh phí không có mà công nghệ này thì không có gì mới cả. Đó. à, Thêm một cái nữa nên là cái việc mà cái ý tưởng đó là chính phủ Mỹ có thể kiểm soát được thời tiết và và thật sự những cái cơn bão này là do man-made là ship, cái đấy là chắc chắn là bỏ qua, cái đấy thật sự là không có gì cả. Chúng ta có thể nói là chúng ta có cái những cái kiến thức về lý thuyết để có thể làm được như thế, nhưng mà thực tế thì chắc chắn là không. Cái chuyện dự báo thời tiết thôi, là bây giờ nó đã khá là khó rồi nữa là kiểm soát thời tiết. Ok. Rồi. Uh, vậy thì đấy là tất cả những cái gì mà ship muốn chia sẻ ngày hôm nay ngày hôm nay chúng ta không có quá là nhiều dữ liệu cứ tưởng là chúng ta sẽ có một cái gì đó mang tính chất gọi là bất ngờ liên quan đến FOMC uh, biên bản của FOMC nhưng cuối cùng là không tất cả mọi thứ vẫn khá là bình ổn trên thị trường vậy thì cái cảm nhận của ship về thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay như thế nào thì điều đầu tiên ship ship nghĩ rằng là đầu đầu tiên là chúng ta sẽ phải nói những gì xảy ra đêm qua đúng không đêm qua một cái tin tức của ship chưa nói đến đó xin là trung quốc thì trung quốc ngày hôm qua tiếp tục có một cái uh, trung quốc ngày hôm qua tiếp tục có một cái phiên giao dịch điều chỉnh Đó, tiếp tục có một cái phiên giao dịch điều chỉnh và cái phiên giao dịch điều chỉnh này là một cái phiên giao dịch có thể nói là yếu đi rất là nhiều. Đêm ngày hôm qua thì A50 gãy khoảng tầm 8%, đúng không? À, khối CSI 300 gãy khoảng tầm 10%, à, 7% khá là sâu, sâu nhất kể từ trước câu cho đến bây giờ. À, tuy nhiên thì Hang Seng đỡ hơn, gãy khoảng tầm 2% và sau đó hồi phục lại ở gần khoảng tầm 1% vào đầu buổi sáng. À, các bạn nên nhớ là Trung Quốc đã có một cái team gì rồi, đúng không? Plung Prevention Team tức là bên Mỹ có một cái team gọi là team để cứu thị trường đó. Thì Trung Quốc cũng có một cái team gọi là cái team gọi là à, để mà gọi là bảo vệ cái sự bình ổn của thị trường thì ngày hôm qua ship nghĩ rằng là cái 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 đội đó cái team đó đã được uh, đã được gọi là kích hoạt rồi thì ngay lập tức thị trường uh, sau khi thị trường Trung Quốc gặp uh, vấn đề vào buổi sáng thì đến buổi trưa thì bộ tài chính Trung Quốc từ ministry of finance á, đã đi ra và schedule làm một việc rất là đơn giản đó là đặt lịch tổ chức một buổi họp báo vào thứ bảy lần này nên chính vì thế cái kỳ vọng của thị trường lại đi lên là thứ bảy lần này chính phủ lại đưa ra những cái biện pháp và chính sách hỗ trợ kinh tế và coi như là tâm lý trên thị trường gần như là được à, bình ổn gần như là bình ổn lại một cách rõ rệt thì qua đến cái phiên giao dịch ngày hôm nay ở trên giờ Mỹ á thì các cổ phiếu Trung Quốc gần như là cũng đã bắt đầu bình ổn trở lại thì nếu như các bạn có theo dõi stream của ship thì ngày hôm qua khi mà trung quốc uh, gãy thì, thì ship nói chung là ship neo cái đợt cái đợt này là ship neo trung quốc khá là khá là chuẩn uh, kể cả cái vụ uh cái vụ take profit ngày hôm trước và sau đó là ngày hôm qua ship nói là ship nghĩ rằng là hoàn toàn có thể ai hỏi ship cũng nói là có thể sẽ thêm một ngày nữa đó ship nghĩ rằng là có thể thêm một ngày nữa thì đến ngày hôm nay thì ship nghĩ rằng là có thể là đã đến lúc các bạn bắt đầu đi vào sell put các bạn là bắt đầu add position rồi đó đây là cái cái ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà ok uh, thì đấy là cái mà ship suy nghĩ thôi đó cái thật sự là cái exhaustion ship đã cảm thấy là cái 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 áp lực sell lên đến giờ Mỹ vào đầu buổi sáng là coi như là yếu đi rất là nhiều rồi. À, rồi, vậy thì cảm nhận của Ship trở về thị trường chứng khoán Mỹ thì cảm nhận của Ship ngược lại về thị trường chứng khoán Mỹ trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay là như thế nào? Thì việc đầu tiên đó, đó chính là à, hôm trước về cái cấu trúc của Ship nói trên thị trường đó là gì? Đó là giữ được trên 5.700 thì cái rally này nó vẫn sẽ tiếp tục, đúng không? Thì ngày hôm nay đây là điều xảy ra ở trên SPX mở cửa ở xung quanh cái level 5750 và sau đó tiếp tục đẩy về cái level 5800 cô War và đặc biệt đó chính là chúng ta về gần sát cái level 5800 ở đầu buổi, ở ở vào cuối ngày. Và cái thứ hai nữa là một cái đó chính là cái sự compress sự di chuyển ngược lại của biên độ dao động kỳ vọng và biên độ dao động thực đang tạo ra một cái áp lực để kéo thị trường đi lên về bên phía Cold War về về đẩy thị trường đi lên đúng không? Sự sụt giảm về volatility liên tục trong một khoảng thời gian à, vừa qua từ cách đây khoảng tầm chắc cũng phải khoảng tầm từ đầu tháng từ đầu tháng 9 đến bây giờ thì vol imply volatility tức là vix kỳ vọng về biên độ dao động của thị trường liên tục đi lên. Trong khi đó thì cái biên độ dao động thực tức là cái sự thật về thị trường có dao động có có đi lên đi xuống hay không thì càng ngày càng đi xuống. Nó một cái đơn giản biên độ thị trường nhà đầu tư thì vẫn tiếp tục kỳ vọng rằng thị trường sẽ dịch chuyển nhưng mà thị trường thì lại cứ suốt ngày sai quẩy vậy thì điều này làm điều gì xảy ra điều này xảy ra đó chính là cái cái volatile cái xin xin lỗi cái premium của option ở cả hai đầu lại tăng lên so với thực sự những cái gì diễn ra trên thị trường đúng không và điều này tạo ra một cái môi trường thích hợp để những option seller như ship nhìn thấy và nói rằng ồ SPS làm sao di chuyển 50 điểm một ngày được tại sao lại vẫn có premium để sell cả cô và cả put 50 điểm trên dưới nên chính vì thế những cái option seller như Steve bắt đầu đi vào thị trường sell option đầu trên sell option đầu dưới và cái việc mà sell option ở hai đầu như thế lại tiếp tục tạo ra một cái dòng chảy ngược để đẩy cho cái biên độ dao động thực càng bị nén lại đó càng làm cho SPX ít rung động hơn ít di chuyển hơn Tuy nhiên thì những gì mà chúng ta đã nhìn thấy đó chính là gì? Thị trường thì về lý thuyết vẫn đang tiếp tục, cũng không hẳn là dịch chuyển nhiều cho lắm, nó vẫn đang có cái xu hướng sideways tăng lên một xíu, xong ngày hôm nay nói chung là nó tăng lên nhẹ nhàng một xíu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cái điều ngược lại đó chính là VIX bắt đầu di chuyển xuống hai ngày liên tiếp. Ngày hôm qua VIX gãy, ngày hôm nay VIX gãy. Tức là khi mà cái cái biên độ dao động kỳ vọng và biên độ dao động thực á nó di chuyển về gần lại với nhau á thì nó là di chuyển của hai hướng, biên độ dao động thực đi lên, biên độ dao động kỳ vọng đi xuống. Và chính cái việc biên độ dao động thực à, biên độ dao động kỳ vọng đi xuống này này, cái chuyện mà VIX giảm á nó làm giảm bớt cái áp lực về à, negative gamma và bởi vì thị trường đang hoàn toàn ở trong cái vùng positive gamma thì chuyện này xảy ra thị trường sẽ bị trôi nó là cái nam châm mà cái cô mua nó cái nam châm tiếp vừa nói rồi đó Co option positive gamma những cái level này nó là cái nam châm và nó kéo SVX về cái level 5800 đặc biệt ở trong cái môi trường gọi là cái môi trường thanh khoản thấp như này khi ở trong những cái môi trường thanh khoản thấp như này á thì cái ảnh hưởng của option nó nhiều hơn rất là nhiều rồi vậy thì điều gì xảy ra tiếp theo sau ngày hôm nay Ờ, điều đầu tiên mà ship nói đó chính là gì tại thời điểm hiện tại đứng về góc độ về uh, cấu trúc trên thị trường á thì level năm nghìn tám là level rất lớn và ship không nghĩ rằng SPX có thể ngay lập tức đi qua được cái level năm nghìn tám đó nên chính vì thế điều này đồng nghĩa với bởi vì ngày hôm nay thị trường đẩy sát năm nghìn tám nên ship nghĩ rằng ngày mai thị trường sẽ sideways hoặc là pullback nhẹ lại đúng không đấy là việc đầu tiên việc thứ hai nữa đó là Mặc dù ngày mai rất nhiều người sẽ nghĩ về cái CPI và nghĩ rằng một cái lo sợ trên thị trường Si không biết là có đúng hay không, nhưng mà thị trường không có một tí lo sợ gì về CPI cả. Đó, tất cả không có một tí hết, không có một tí nghĩ rằng là thị trường sẽ có gọi là gọi là có một tí volatility nào ở đây cả. Đó, nếu như các bạn nhìn vào thì đây, đây là cái đây, các bạn sẽ nhìn thấy là gần như là tất cả IV, uh, IV đúng không, implied volatility IV của những cái uh, strike hết chắc, tức là những cái strike gọi là dưới, bên dưới, cả bên dưới bên trên đó thì đều đi xuống. IV đi xuống cho thấy rằng không có thị trường không có một tí nhu cầu hedge nào cả. Đó. Và cái duy nhất mà đi lên đó là gì? Đó là hai cái strike ngày 8 11 và ngày 15 tháng 11 đó là gì? Những cái ngày sau ngày bầu cử. Đấy là cái duy nhất mà mà người ta nhìn vào và người ta hedge dồn tiền vào đó hết. còn thật sự là bên bên trong cái ngày mai trong cái khoảng thời gian về trong cái khoảng thời gian mà gọi là CPI tuần này ấy, thì gần như là thị trường không quan tâm không tức là thị trường không nghĩ rằng là CPI ngày mai sẽ có một cái gì đó bất ngờ hoặc là kể cả có bất ngờ sẽ không có đủ lớn để làm thay đổi cái kế hoạch lãi suất của Federal Reserve khi mà ví dụ như trong cái FOMC biên bản của FOMC ngày hôm nay thì tất cả các thành viên của Federal Reserve đều đang nhìn vào và nói rằng là lạm phát di chuyển về con số 2%. Vậy thì chốt lại cái cảm nhận của Steve về thị trường đó là gì? đó là ship nghĩ rằng là thị trường sẽ tiếp tục còn solid ở loanh quanh cái level năm đặc biệt là trong ngày mai cho đến khi nào mà chúng ta có một cái sự dịch chuyển về đầu bên trên về phía covua đi lên và lần này thì ship nghĩ rằng sẽ đi thẳng từ năm lên 6000 và cái thác hẹn ở đầu trên sẽ là 6000 tuy nhiên thì ở đầu bên dưới cũng có một cái khác mà ship cũng muốn uh, rất muốn mọi người để ý một xíu cái này là một cái con dao hai lưỡi đó chính là tại thời điểm hiện tại thì put war của thị trường tức là cái nơi mà tập trung nhiều put nhất á, đó, cái cái level support quan trọng của thị trường á, đã không phải là level năm nghìn sáu hay năm nghìn bảy hay như thế nào cả mà cái level đó tại thời điểm hiện tại đã lên tới năm bảy năm tầm năm bảy ba mươi năm bảy đây năm bảy hai mươi đã loanh quanh ở cái vùng năm bảy hai mươi năm bảy hai hai rồi tức là điều này đồng nghĩa là gì khi mà put war được đẩy lên trên á thì nó tất cả những level gamma được đẩy lên trên á thì nó là cái con dao hai lưỡi nó làm cho những cái support nó tạo ra một cái dòng để đẩy thị trường đi lên đúng không những cái level này đẩy lên trên thì thị trường cũng đi lên theo tuy nhiên thì khi mà kỹ cái level bị đẩy lên trên á thì về lý thuyết là nó lại gần với cái giá hiện tại trên thị trường hơn nên là thị trường gãy qua nó rất là dễ tức là một cách rất là đơn giản giả sử cái put war nó ở năm nghìn đi thì thì SPX nó phải gãy 200 điểm nó mới về đến đó. Còn đây là về nếu như put vốn ở năm năm bảy hai mươi đi thì về lý thuyết SPX nó chỉ gãy cỡ tám điểm thôi là nó qua được đó rồi. Đó nên là cái này là về lý thuyết nó là con dao hai lưỡi nhưng mà đứng từ góc độ nhìn vào bây giờ thì nó là một cái thứ mà đang hỗ trợ và support thị trường. Ok. Vậy thì đứng góc độ của ship ship như thế nào? vẫn tiếp tục ship đã nói là ship exit thị trường là ship exit ship không có gì cả ship bây giờ là ship vẫn có sell put này ship có sell này nhưng mà gần như tất cả mọi thứ là ship take hết ship uh, có một chút position của energy ship sẽ nói luôn ship có một chút position của energy tối qua ship có dạy cái lớp cơ bản và trong ship không có ý định đâu nhưng mà trong cái lớp đó thì mình làm rất là nhiều những cái filter và mình làm fundamental analysis vân vân phân tích cơ bản các thứ này kia thì tự nhiên là uh, chúng ta lại đi đến và kiếm được một con cổ phiếu rất là ngon nên chính vì thế là mình có energy thì nếu các bạn không ấy các bạn cứ nhìn vào energy thôi nha. Đó thì ship đã có một con energy thế thôi và một nửa ở tech rất. Ờ uh, nhưng mà không gần như không có nhiều position và sau đó là ship bắt đầu đi sell put thì nếu mặc 33 ba ba, hoặc là mấy con uh, mấy con tech, mấy con Trung Quốc mà nó gãy thêm một hai ngày nữa thì ok thì ship nghĩ rằng đây sẽ là cái điểm mà ship có thể entry. Uh, ngoài ra thì ship nghĩ rằng là ship vẫn trade uh, những ngày vừa rồi, những ngày đặc biệt là ngày hôm nay á như ship có nói á đó là gì? đó là trade future the best luôn thật sự ngày hôm nay trên stream các bạn có thể thấy ngay đó ngày hôm nay trên stream của ship các bạn có thể thấy ngay đến cái lúc mà nó gần như mắc nó đã bắt đầu đi á là nó cực kỳ dễ những ngày dễ là nó cực kỳ dễ cái trade đầu tiên đó là cái trade breakout của ship vào buổi sáng thì ship bị trip stop loss xong ship thua xong rồi ship trade liên tục hai cái trade tiếp tục lại thắng tiếp đúng không hai trade thắng liên tục luôn rất là dễ dàng sau đó là ship off stream xong thị trường vẫn chạy ship lại trade tiếp lại tiếp tục hai trade thắng nữa tức là mọi gần như là thật sự là nó nó đến cái lúc mà thị trường nó chạy á thật sự là rất là dễ đây là cái khoản này ship đánh cả is cả nq luôn nha đó thì đến cái lúc mà mà thị trường thật sự nó 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 chạy á là coi như là dễ lắm nên là ngày hôm nay nói chung là ngày ngày bao bao future liên tục luôn chết đến chiều luôn bởi vì thật sự thị trường nó di chuyển có đúng một chiều à đúng một hướng à những cái ngày mà thị trường di chuyển một chiều như này là mình cực kỳ cực kỳ thích luôn nha đó thì nếu như ai quan tâm ngày hôm nay các bạn nhớ là ngày hôm nay là ngày cuối cùng có giảm giá 90% của uh, Bill Nock và 80% của uh, ATX của Apex rồi thì nếu như bạn quan tâm đặc biệt đến Apex nha, thì cái link referral của Ship vẫn ở trên màn hình nhớ sử dụng code Ship Lay 2024 được giảm giá nhiều nhất um, có nhiều bạn khi mà mới tham gia vào Apex á, thì bị một cái đó là các bạn trade ăn thua nhiều quá ăn thua trong ngày nhiều quá Ship khuyên nha mỗi ở cao các bạn có thể có nhiều ở cao cũng được nhưng mỗi ở cao các bạn chỉ ăn thua được có 400 500 một ngày thôi đó nên nên nhớ rất là cố gắng ở đó bởi vì là có cái luật đó là 30% Tức là nếu như các bạn các bạn không được quyền ăn quá từ một ngày các bạn không được quyền thắng quá 30% toàn bộ cái tổng cái profit ở trong cái cái chu kỳ đó nên là 400 500 một ngày là tuyệt vời, các bạn cứ làm nhiều ở cao cũng được không vấn đề gì hết. Ok. Rồi và còn build up nữa, build up thì là nhớ là phân được cao dành cho các bạn Việt Nam thì có nhiều bạn sẵn nay nhắn tin cho ship là không có login vào được các bạn nhớ là các bạn cứ uh, chờ đến một xíu xong rồi login lại là được. Uh, thì build up nó không có được như Apex nói chung là nó không có được như Apex nhưng mà ship nghĩ rằng là nó vẫn là cái platform tốt nhất hiện nay rồi đó mà Việt Nam có thể sử dụng được thì cái link hướng dẫn về BuildUp xin vẫn để lại trên màn hình. Xin à, sẽ cố gắng làm một cái video mang tính chất nó gọi là hoàn thiện hơn uh, về hướng dẫn sử dụng à, uh, trong tuần này à, và đặc biệt cuối cùng nữa đó chính là gì? Đó là à, ship muốn gửi lời cảm ơn thôi à, cái này là một cái trước khi chúng ta kết thúc cái video này thì ship muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ ship trong cái video ngày hôm qua à, và ít ai biết rằng những ngày hôm qua ship có làm một cái rất là nhỏ nhỏ một cái gọi là analysis một cái phân tích nhỏ nhỏ thì mọi người biết cái video mà ship bị ăn subscribe nhiều nhất là video nào không là cái video ship comment và bình luận về cái đó chính là cái vụ à, trump buổi buổi tranh luận giữa trump và kamala harris tức là cái buổi mà ship có nói là trump thua cái buổi tranh luận đó rồi là đấy cái đó mới là cái video mà làm ship bị ăn subscribe nhiều nhất chứ không phải là những cái video mà uh, khi mà ship nói về 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 đề tài chính trị về Kamala, về dân chủ vân vân thì cái đó là cái mà ship không có có một và một cái nữa cũng rất là quan trọng khi mà ship sẽ hy vọng là ship sẽ làm một cái video sớm trong trong thời gian tới đó là nhiều người hay có recommend ship về cái vấn đề đó là đọc báo ở đâu hay như thế nào thì ship sẽ nói luôn một điều và ship có nói trên livestream rất là nhiều đó là ship không có đọc báo ship chưa bao giờ ship đọc báo hay ship nghe đài hay nghe tivi cả một trong những cái mà ship hay nhìn đó là ship hay chỉ đọc headline và headline đó thường thường được tổng hợp ở những cái nơi những cái những cái platform mà ship sử dụng là nó chỉ có tổng hợp headline là ship chỉ đọc headline thôi xong rồi sau đó là mình sẽ đi xác nhận cái headline đó là đúng hay không và đọc và bắt đầu chúng ta tìm hiểu vào dữ liệu và mình sẽ tự Formula cái ý kiến của mình, cái đó sẽ hơi tốn thời gian hơn một xíu nhưng mà khi mà các bạn làm quen á thì thật sự nó cũng rất là nhanh chứ không có gì cả. Uh, thì có thể trong một cái video nào đó, ship sẽ nói qua một xíu về cái việc đó là làm sao chúng ta đọc và xử lý thông tin nhiều trong một ngày. Uh, và đấy cũng bạn xin nghĩ rằng là đấy cũng là một cái bí quyết là tại sao mà mỗi ngày khi mà ship làm những cái video như kiểu ngày hôm nay này này, mặc dù là ship không có bất cứ một cái script nào nhưng mà ship rất là nhớ thông tin ship nên là khi mà ship nói về những cái thông tin nói về những cái dữ liệu đó thì mình uh, mình rất là nhớ và mình phân tích được và mình nhớ nó lâu bởi vì bản thân chính mình là người tự tự analyze tự đọc những cái thông tin đó, đó thì đấy là một cái nho nhỏ mà có thể là sau này ship sẽ làm một cái video hơn và một cái cuối cùng mà ship cũng sẽ gửi đến mọi người và ship hy vọng là nếu như ai còn coi đến ở cuối cái video này um, thì uh, có thể refer cho ship sẽ có một cái đường link ở bên dưới cái video này gửi đến một cái google form đó là việc làm uh, thì Ship đang tuyển một bạn writer bởi vì Ship nghĩ rằng là Ship có rất là nhiều những cái ý tưởng về làm video uh, từ chuyện về đồng tiền mỹ này từ chuyện về uh, sự thay đổi tức là rất là nhiều những cái mang tính chất kiểu như là sự thay đổi về đế chế đế chế ở đây là ví dụ như là mỹ trung quốc sự thay đổi về những cái sức mạnh của những cái quốc gia lớn trên thế giới ấy. rồi rất là nhiều thậm chí là yen carry trade này thậm chí là basic lại rất là nhiều ý tưởng nhưng mà sự ship không có thời gian để ship viết ra và làm những cái kịch bản uh, như kiểu là những cái video về ngân hàng khủng hoảng ngân hàng về phép những video đó tốn quá là nhiều thời gian nên là ship đang nghĩ rằng là ship sẽ tìm bắt đầu đi tìm uh, những cái bạn writer để có thể uh, viết được làm việc với ship và viết những cái video để ra để ship có thể ra được nhiều video hơn uh, thì nếu như ai mọi người biết ai mà quan tâm mà thật sự mà muốn uh, mà nghĩ rằng là có thể thì ship sẽ để lại cái link ở bên comment ở bên dưới và hy vọng là ship có thể ra được nhiều video hơn đến cho mọi người để mọi người có những cái video coi vào cuối tuần ok rồi vậy thì cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ship trong thời gian qua và đặc biệt là khi mà đọc được những comment trong video ngày hôm qua ship rất là vui và ship sẽ gặp lại mọi người trong những cái video vào ngày mai này Vào sáng ngày mai nếu không chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều ngày mai ok rồi bye bye mọi người nha